Dinh Mộc Đà Lạt hiện nay đang là địa điểm check-in độc đáo của giới trẻ và cũng là địa điểm lý tưởng cho mỗi bộ ảnh cưới của các cặp đôi. Bất kỳ ai từng tới dinh thự chắc chắn đều rất ấn tượng với hai hàng cây tràm thân trắng cổ thụ cao phút bên lề đường lát đá dẫn vào dinh. Dinh Mộc Đà Lạt là công trình nổi tiếng do người Pháp xây dựng ở Đà Lạt, mang những nét kiến trúc đặc trưng tiêu biểu của nước Pháp. Khu dinh thự gắn liền cùng tên tuổi vị vua thời phong kiến cuối cùng tại Việt Nam, đó là vua Bảo Đại. Đến nay, công trình này là một trong những điểm du lịch tại Đà Lạt được rất nhiều du khách ưa chuộng và tìm đến. Dinh Mộc nằm tại số 1 đường Trần Quang Diệu, trên ngọn đồi cao 1.550m. Giữa những cánh rừng thông bạc ngàn, thơ mộng thuộc địa phận phường 10, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 4 km về phía đông nam. Dinh Mộc có tổng diện tích khoảng 60 hecta, một trong những công trình đồ sộ nhất thời bấy giờ. Được xây dựng bởi một triệu phú, đồng thời là viên chức trong chính quyền thực dân Pháp từ năm 1929. Đến năm 1949 và năm 1955, nơi này là tổng hành dinh của vua Bảo Đại ở thời kỳ ông là quốc trưởng. Đến năm 1956, nơi đây được sử dụng riêng cho Ngô Đình Diệm, tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Suốt những năm tháng ở đây, Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng rất nhiều những công trình mang tính chất quân sự như là sân đáp máy bay trực thăng, đường hầm thoát hiểm, kho xăng, nơi làm việc của những quân dân dưới chính quyền. Đặc biệt, ở thời kỳ này, tất cả những cánh cửa đều có sự gia cố để nặng tới hàng trăm kg, lắp thêm rất nhiều pháo, kính chống đạn ở xung quanh. Sau này, dinh Đà Lạt được làm nơi nghỉ ngơi của các nguyên thủ năm 1975. Trở về sau, dinh có nhiều mục đích sử dụng khác nhau nên đã dần dần xuống cấp. Với thực trạng đó và việc nhận ra tiềm năng du lịch tương lai, Trung tâm Quản lý Nhà thành phố Đà Lạt đã bàn giao lại công trình này cho công ty cổ phần Hoàng Cầu Đà Lạt vào năm 2014 để khôi phục trùng tu và chỉnh trang lại dinh thự, đưa vào hoạt động dịch vụ như là nghỉ dưỡng và tham quan. Dinh Mộc ngày nay còn có rất nhiều cái góc trang trí dễ thương mà các bạn trẻ có thể sống ảo, đó là hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ, cung cờ vua, lồng chim đầy màu sắc.
Vlog đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh thì mình sẽ quay lại vào thứ bảy tuần sau nhé.